Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ làm một cái video mà mình nghĩ là nội dung của nó là sẽ được rất nhiều các bạn quan tâm. Đó là công việc của ta là kỹ sư tự động hóa, thì làm sao để chúng ta trở thành một kỹ sư tự động hóa? Hay nói cách khác là chúng ta cần chuẩn bị những gì, những kỹ năng gì để chúng ta có thể làm được cái công việc như mình đang làm, kỹ sư tự động hóa. Mà cụ thể hơn là mình chuyên là máy tự động hóa theo hướng là tích hợp hệ thống điều khiển sử dụng PLC đó. Thì theo các bạn thì để mà trở thành kỹ sư tự động hóa thì chúng ta cần những cái kỹ năng gì? Nếu mà các bạn có những suy nghĩ gì hãy comment phía bên dưới video này, hãy cho mình biết bằng cách comment đó. Đầu tiên thì để nói về một công việc bất kỳ ấy, khi mà một bạn có người khác đánh giá bạn hay là một đơn vị tổ chức như là sếp của bạn đánh giá bạn có năng lực được thực hiện cái công việc đấy hay không ấy, nó không phụ thuộc vào cái việc mà bạn đã được học những gì, mà mấu chốt quan trọng nhất là bạn phải có những cái kỹ năng để làm tốt cái công việc đấy. Và trong video này mình sẽ chia sẻ 8 điều mà mình nghĩ là mọi kỹ sư động hóa cần phải có đó. Nếu mà các bạn có quan điểm trái ngược thì các bạn nhớ comment và bình luận dưới video của mình nhé. Và ngoài ra những bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì nhớ subscribe vào phía bên phải video đó để đón nhận những cái video tiếp theo của mình. Đầu tiên là đối với kỹ sư tự động hóa ấy, thì bạn phải sử dụng máy tính thành thạo. Vì sao? Bởi vì bạn là kỹ sư tự động hóa thì bạn thường xuyên làm việc với máy tính, thậm chí là đến 11, 12 tiếng trên một ngày, thậm chí là nhiều hơn, ngày qua ngày, tháng qua tháng và năm hết năm. Đó, cho nên là bạn phải nhất định phải thành thạo máy tính. Thành thạo nó thể hiện ở 3 điều như sau. Thứ nhất là bạn phải biết cài đặt các phần mềm hệ điều hành, và bạn phải biết các cái thao tác để mà sửa chữa hay là khôi phục cái máy tính của các bạn. Vì trong quá trình sử dụng nó có thể lỗi hệ điều hành, lỗi Win, rồi là cài phần mềm, xung đột phần mềm, vân vân. Đó thì tất cả những làm sao để chúng ta cài Win để gốt máy vân vân, tất cả những biện pháp đấy thì các bạn tìm hiểu làm như thế nào, các bạn sao lưu dữ liệu ra này, rồi là các bạn tải đầy đủ các bản driver của máy tính của bạn về theo main đó. Các bạn cứ như của mình, cách mình học ngày xưa cứ đè máy ra mà các bạn cài máy, các bạn sửa đó, các bạn làm sao để gốt máy, để khôi phục máy này, làm sao cái Win cứ đè ra cài là sẽ biết đó. Tiếp theo, điều thứ hai nữa là mình cho rằng nó rất là quan trọng nhưng mà ít người để ý đến, nó là các bạn phải có kỹ năng đánh máy 10 ngón. Vì sao? Vì các bạn bảo em đánh máy 3 ngón, 4 ngón cũng được. Thế được thì được, nhưng mà cái hiệu quả, cái tốc độ của các bạn không cao. Ví dụ khi mà các bạn đang đi học ấy, các bạn có thời gian để các bạn đánh máy nó chậm, nhưng mà thực tế khi mà các bạn đi làm việc ấy, giả sử sếp yêu cầu báo cáo vấn đề này này, hay các bạn cần code để cần lập trình vẽ vời, các bạn cần soạn text liên tục mà tốc độ của bạn chậm ấy, soạn thảo của bạn chậm thì hiển nhiên là cái tốc độ chung của bạn nó sẽ giảm xuống đó. Cho nên là nhất thiết là các bạn có thể phải đánh được 10 ngón. Thì phương pháp như thế nào, các bạn lên Google các bạn tìm phương pháp là cách đánh 10 ngón cho mình, và thời gian rèn luyện đánh 10 ngón như này cần bao lâu. Mình cho rằng nếu mà các bạn làm việc liên tục và dành thời gian nghiêm túc là thực hiện, mình chỉ nghĩ người nào nhanh thì khoảng 3-4 ngày là có thể cơ bản để đánh được 10 ngón rồi. Còn người nào lâu hơn thì mất đến tuần. Đó. Tất nhiên là ban đầu các bạn đánh tốc độ nó có thể chậm, nhưng mà khi mà các bạn đánh quen rồi ấy, các bạn chắc chắn tốc độ của các bạn nhanh hơn, hơn 100 từ một phút là chuyện hết sức bình thường, không gì đặc biệt cả. Đó. Về nội dung để các bạn thực hành đánh 10 ngón ấy, các bạn đánh bất cứ thì nội dung gì các bạn thích, có thể là một bài báo, có thể là một cái bài thơ, bài văn vân vân, đánh bài hát, cái gì cũng được, miễn sao là các bạn đánh bằng sử dụng 10 ngón. Và những đánh 10 ngón này thì những cái phím chức năng được quy định bởi các ngón tay ấy, tuyệt đối không dùng các ngón khác để đánh vào cái ngón đấy. Mình lấy ví dụ ngón cái chẳng hạn, mình chỉ gõ cái phím space thôi, là cái phím cách ấy, thì không được phép cái ngón khác để gõ vào cái ngón đấy, lỗi thì lại làm lại. Đó, đấy là các bạn thực hành, bạn làm liên tục như thế cho mình trong vòng từ 3 cho đến 1 tuần, mình đảm bảo là tốc độ các bạn sẽ đánh nhanh hơn rất nhiều. Tiếp theo nữa là các bạn phải thành thạo Word, Excel
PowerPoint để làm cái gì, phục vụ công việc đó. Word này thì soạn thảo các thông tin, Excel này làm các bảng biểu thống kê, và PowerPoint là chỉ có để đi báo cáo thôi. Báo cáo báo kèo là cần cái thằng PowerPoint này đó. Chốt lại này, phần đầu tiên là chúng ta phải sử dụng máy tính thành thạo, bao gồm là cài đặt phần mềm sửa chữa máy tính, khôi phục máy tính, theo là có kỹ năng đánh 10 ngón, tiếp theo là thành thạo Word, Excel, PowerPoint. Rồi sang đến kỹ năng thứ hai, các bạn phải có tiếng Anh, bắt buộc rồi, bởi vì mình là dân kỹ thuật nhưng mà mình làm việc thiết bị thì cái tài liệu gốc của thiết bị ấy, thì chỉ có viết bằng tiếng Anh thôi chứ không có tài liệu là tiếng Việt. Tài liệu tiếng Việt là mấy ông Việt Nam là nghĩ ra để viết, viết lại truyền đạt cho những thế hệ tiếp theo, những người khác, chia sẻ người khác để người ta dễ tiếp cận hơn. Nhưng mà quan điểm của mình ấy, kể cả bất cứ mà tài liệu nào có thể là mình chia sẻ với các bạn, mình Việt hóa nó ra, nhưng mà mình khuyên luôn là khuyên các bạn là không nên đặt hoàn toàn cái nội dung trọng tâm vào cái tài liệu tiếng Việt, kể cả đó là tài liệu do mình soạn thảo đi chăng nữa. Bởi vì hai lý do. Thứ nhất là tiếng Việt ấy, nó phụ thuộc rất nhiều vào cái trình độ Anh ngữ của cái người làm tài liệu. Và thứ hai là cái ý hiểu của người ta ấy, nó có thể là trong một số trường hợp nhất định nó không phản ánh đúng cái nội dung mà cái tài liệu người ta ban hành, tài liệu tiếng Anh gốc người ta ban hành, hãng hay sản xuất người ta ban hành. Đó. Tiếp theo là phần khi mà các bạn đọc tài liệu tiếng Anh ấy, thì các bạn học được rất nhiều thứ. Đầu tiên là kiến thức chuẩn này, không có tam sao thất bản gì cả, là do hãng, do nhà sản xuất người ta viết tài liệu luôn, chuẩn luôn. Đó. Tiếp nữa này, khi mà các bạn đọc tài liệu, người ta có cái cấu trúc, những cấu trúc mà thường dùng trong giao tiếp hàng ngày, các bạn có thể dụng học được những cái cấu trúc đấy để các bạn giao tiếp tiếng Anh. Đó, đấy là chúng ta học một cách bị động. Ví dụ như là người ta sẽ viết là khi mình lấy ví dụ một cái hướng dẫn một cái phần mềm này chẳng hạn, thì người ta bảo là đầu tiên các bạn mở phần mềm lên này, đấy, sau khi bạn chọn vào menu này trên thanh công cụ chính thì cửa sổ này sẽ hiện ra. Đó, tiếng Anh nó cũng như thế, thì các bạn đọc nó chính là giao tiếp đấy, những cái từ như vậy nó chính là giao tiếp. Kỹ năng thứ hai tiếng Anh. Kỹ năng thứ ba rất là quan trọng là phải các bạn phải biết tìm kiếm và khai thác tài liệu. Tìm kiếm như thế nào? Có thể ngày xưa mình khi mà mình cái hồi 2015 ấy, mình đã phải lên Google, mình phải search là kỹ năng tìm kiếm từ khóa hay là kỹ năng tìm kiếm thông tin, mình mà đọc người ta cái kỹ năng làm sao chúng ta tìm kiếm. Cụ thể như sau, khi mà có một cái chủ đề gì đấy mình quan tâm, mình kiến thức đấy mình cần tìm hiểu, thì mình sẽ lên Google mình search với các từ khóa khác nhau. Đó, mình sẽ dùng các cái ký tự, các từ khóa ở tiếng Anh, tiếng Việt, các cái cụm từ how to do something hay là cách để làm cái này, cách để làm điều kia. Đó, thì nó sẽ ra rất rất nhiều những cái bài viết. Quan trọng nhất là khi mà các bạn tìm với các cái từ khóa khác nhau mà cùng dẫn đến một chung cái mà các bạn quan tâm. Đó, khi đấy là các bạn hình thành được cái kỹ năng tìm kiếm thông tin rồi. Có rất nhiều bạn có một cái thói quen là như này, là chỉ tìm tài liệu tiếng Việt thôi, tiếng Anh không tìm. Và từ tiếng Anh thì mình tìm cái từ khóa này nó không ra, nhưng mà cũng không suy nghĩ là để tìm cái từ khóa khác để nó ra được vấn đề hay không. Đó là cái kỹ năng tìm kiếm tài liệu thông tin mà các bạn chưa hoàn thiện. Thực tế mà mình làm dự án làm tự động hóa nhiều thì đa phần hầu hết mọi cái thông tin mà mình quan tâm là trên mạng đều có hết. Đó. Thế thì vấn đề là ở cái kỹ năng tìm kiếm thông tin của chúng ta, chứ không phải là vấn đề cái kiến thức để nó không có. Tất nhiên là có những một số ít những điều mà không phải ai cũng chia sẻ hoặc là không dễ dàng gì tìm kiếm được. Tuy nhiên phần ít thôi. Đó, nó chỉ chiếm thiểu số thôi. Tiếp theo là khai thác tài liệu. Thế thì bình thường các bạn đọc sách như thế nào? Giả sử sách có 10 trang, các bạn đọc từ tờ thứ nhất đến tờ cuối cùng. Tiếp theo sách có 50 trang, các bạn vẫn đọc từ tờ thứ nhất đến tờ cuối cùng. Nhưng mà sách có 500 trang thì các bạn cần rất nhiều thời gian để mà các bạn đọc từ trang 1 đến trang 500. Đấy là vấn đề của chúng ta. Chúng ta phải đọc hiểu nhanh tài liệu, thì tập trung vào những cái keyword, những cái gì mà các bạn quan tâm trước, và làm sao để chúng ta giải quyết được cái vấn đề thông tin chung. Sau đấy đến cần chi tiết chuyên sâu thì chúng ta mới tìm hiểu chuyên sâu vào cái mục đấy. Mình lấy ví dụ là có một con cảm biến là như này, của hãng này. Mình lấy có một con cảm biến quang của hãng sản xuất là Omron hoặc Keyhan chẳng hạn. Đó. Thì đầu tiên đối với bất kỳ thiết bị thì mình lấy ví dụ các bạn cần quan tâm những thông số chính này.
đầu tiên là nó là của hãng nào đã, đúng không ạ? Cảm biến này có mã nào của hãng nào thì chúng ta nên tới để chúng ta tìm cái tài liệu đó, nên hãng tìm trang chủ của hãng tìm tài liệu đấy. Tìm được tài liệu rồi thì bắt đầu xem à con cảm biến này có chức năng là gì, và thứ hai là những cái đặc tính kỹ thuật chung của nó là cái gì. Ví dụ cảm biến là nó là cảm biến loại gì này, cảm biến quang là loại vừa thu vừa phát, hay là cảm biến với cái khoảng khoảng bắt của con cảm biến là bao nhiêu đó, mình lấy ví dụ là như thế. Rồi thông số nhiệt độ môi trường làm việc, rồi điện áp dòng điện nó là bao nhiêu đó, nhưng đấy là cái thông số đặc tính kỹ thuật chung của nó. Tiếp theo nữa này là chúng ta xem phần đấu nối, thế thì xem cái tín hiệu nó trả về nó là loại gì, PNP, NPN, rồi nó đấu nối cái loại này như thế nào, và hãng nó sẽ có một số cái phần example, phần ví dụ là chúng ta đấu nối cảm biến với PLC hãng này hơn kia, giả sử nó đúng vào cái con mình đang cầm thì nó bề nguyên đấu nối nguyên đó. Tiếp theo đấu nối xong rồi này, nếu mà cảm biến thì nó có những phần mà chúng ta có thể điều chỉnh được cảm biến hoặc là không đấy, tức là phần setting. Ngoài ra những thiết bị khác thì chúng ta phải xem là cấu hình của nó, cấu hình của chúng ta cài đặt cái thông số thiết bị đấy làm sao để nó hoạt động được đó, đấy là phần cài đặt. Tiếp theo nữa là đến những cái cảnh báo mà người ta khuyến cáo trong quá trình sử dụng chúng ta nên tránh, đúng không ạ? Và đến cuối cùng là chúng ta sẽ có thời gian chúng ta đọc thêm là những cái lỗi, một số lỗi mà xử lý thường gặp thì chúng ta nên làm như thế nào đó. Đấy là ví dụ chúng ta khai thác tài liệu. Kỹ năng thứ ba trong 8 điều mà kỹ sư hóa phải có là tìm kiếm và khai thác tài liệu hiệu quả. Thứ tư tất nhiên rồi là việc chúng ta là công việc chính, ta là lập trình thiết kế thì các bạn phải có cái kỹ năng liên quan đến lập trình và thiết kế. Cái này thì tất nhiên phải vào ví dụ mình mới nói cụ thể được. Tuy nhiên một vấn đề quan trọng nhất trong cái phần này mình cho rằng nó là hai yếu tố. Thứ nhất bạn phải có tư duy logic. Nó chính là những cái tất cả những cái môn học liên quan đến tính toán các bạn từ cấp 3 cho đến đại học, mục đích duy nhất của bạn là rèn luyện cái tính tư duy của bạn thôi, tư duy về logic đó. Tiếp theo nữa là các bạn thường xuyên phải thiết kế rất nhiều thứ, ví dụ thiết kế các cái trang giao diện HMI, rồi nếu mà các bạn viết phần mềm ấy thì các bạn phải làm UI, user interface là cái giao diện người dùng ấy. Đó thì các bạn phải cẩn thận này, các bạn phải chăm chút được cái đồ họa mình làm sao để thứ nhất là nó phải thân thiện với người dùng, và thứ hai là nó phải đẹp, nhìn nó phải đẹp một chút, có một số yêu cầu cao nó phải đẹp nhiều hơn đó. Nếu mà các bạn làm cái giao diện xấu hoắc hay là rất rất không thân thiện với người dùng thì bạn phải đặt mình với người dùng, cảm giác rất khó chịu đấy. Mình lấy giả sử rất là đơn giản thôi, cái nút các bạn rất là đẹp nhưng mà các bạn để cái nút bấm nó bé tí như này, đến lúc người ta vận hành người ta dùng rất ức chế, hoặc để cái nút nó gần nhau á, đó là một chi tiết nhỏ ví dụ là khi chúng ta thiết kế chúng ta cần chú ý. Hay là các bạn đưa một cái hình ảnh lên cái giao diện người dùng nhá, cái hình ảnh nó độ phân giải kém đó, thì nếu các bạn zoom mình ra kéo nó vỡ hết hình, nhìn nó rất là khó chịu đấy. Cái này thì mình hay nói vui với anh em làm cùng là cái này gọi là đạo đức nghề nghiệp đó. Khi mà chúng ta làm giao diện là phải thân thiện với người dùng, là thứ hai nữa mình đánh giá là phải đẹp trong điều kiện phần cứng cho phép. Khi mà các bạn làm HMI thì nó sẽ có những cái bộ nhớ HMI khác nhau, nhưng mà các bạn để nhiều ảnh HD lên nó sẽ bị lag đấy, thì cái đấy nó phụ thuộc vào phần cứng, các bạn phải căn chỉnh lại cái hình ảnh các bạn đưa lên đó. Kỹ năng thứ tư, kỹ năng liên quan đến lập trình thiết kế, thứ nhất là phải có tư duy logic, rồi tư duy về sắp xếp các kiểu, và thứ hai nữa là phải cẩn thận và cẩn trọng. Tiếp theo nữa, kỹ năng thứ năm là kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định. Cái này thì khi các bạn đến vào các công ty lớn ấy, chẳng như công ty Samsung của mình chẳng hạn, thì cái kỹ năng giải quyết vấn đề ra quyết định là một trong nội dung đào tạo bắt buộc khi các bạn thăng tiến lên senior staff, có nghĩa là nhân viên cấp cao đấy. Đó, nó là cái gì, nó sẽ có các công cụ bổ trợ để các bạn giúp các bạn giải quyết vấn đề, nhưng mà thực ra nói nôm na nó là như thế này, nhưng thực tế các tool ấy mình nó chỉ là cái khái niệm đấy, vận hành thực tế các bạn giải quyết được vấn đề tốt tức là các bạn đã có kỹ năng đấy tốt rồi. Giải quyết vấn đề khi mà các bạn làm thực tế với máy móc ấy, phát sinh các vấn đề thì các bạn phân tích được nguyên nhân vấn đề là cái gì này,
Đấy, thì cái vấn đề cốt lõi để giải quyết vấn đề này thì giải pháp chúng ta cần làm những cái gì này. Đó, và sau khi đưa ra một vài giải pháp thì chúng ta sẽ ngồi cùng lại cùng nhau bàn bạc phân tích. Rồi chúng ta thuyết trình, rồi chúng ta trao đổi với những người làm cùng này. Đấy, vấn đề như này, phân tích theo góc độ như này. Đó, thì các bạn sau cùng các bạn ra quyết định là làm sao để chúng ta giải quyết được cái vấn đề dự án. Thứ nhất, đảm bảo về chi phí này, đảm bảo về tiến độ này, đảm bảo về kỹ thuật này, có thực hiện được hay không. Ok, cái giải pháp có thể là cái giải pháp các bạn nghĩ ra rất là hay, rất là cao siêu. Nhưng mà thực tế cái kỹ thuật mà thực hiện là không không đáp ứng được. Mình lấy ví dụ như là thiết kế cơ khí, bạn nghĩ ra kết cấu cơ khí rất là cồng kềnh, rồi là rất là phức tạp tinh vi, nhưng mà thực tế gia công của bạn, khả năng gia công của bạn không đạt được như thế, thế thì cái đấy nó không hiệu quả, đấy, cái giải pháp đấy nó sẽ không hiệu quả. Đó, kỹ năng thứ năm là kỹ năng giải quyết và phân tích vấn đề, ra quyết định. Kỹ năng thứ sáu tất nhiên là cần thiết cho mọi mọi công việc trong mọi ngành nghề, đó là các kỹ năng mềm, kỹ năng liên quan đến giao tiếp, thuyết trình, lắng nghe rồi thuyết phục người khác, vân vân. Đó là kỹ năng mềm. Kỹ năng thứ bảy, cái kỹ năng này nó không phải là cốt lõi, có nghĩa là không phải ai cũng có hoặc là ai cũng nghĩ đến nó, nhưng mà mình cho rằng nó là điều rất quan trọng. Đó là làm sao các bạn phải biết luôn tìm cách tăng tốc cái công việc của bạn lên, hay nói cái khác là mình nói theo quan điểm cá nhân của mình, hãy tư duy lười và hành động lười. Tư duy lười là gì? Giả sử khi mà các bạn làm cái công việc này nó nhàm chán ngày qua ngày, các bạn làm khối lượng nó công việc nó lặp đi lặp lại, các bạn tìm cách viết cho mình cái phần mềm thực hiện công việc đấy. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn làm quá nhiều công việc nó lặp đi lặp lại theo một chu trình nhất định, các bạn mà khối lượng công việc nó nhiều đấy, các bạn rất dễ mắc sai sót. Mà mắc sai sót thì chắc chắn là ăn chửi đó. Mà mắc sai sót quá nhiều cứ lặp đi lặp lại thì sếp là khục khặc với mình, là khó chịu với mình rồi đó. Cho nên là việc duy nhất khi mà các bạn lặp đi lặp lại các công việc nhàm chán ấy, để mà giảm sai sót ấy, là có các công cụ để mà làm cái việc đấy thay cho mình chỉ giảm bớt công việc đi. Đó là khi mà các bạn lập trình, các bạn học thêm cái ngôn ngữ lập trình bằng cao, ví dụ C, C# rồi là C cộng cộng, C vân vân, các bạn ngôn ngữ nào cũng được, VB.NET cái nào cũng được, miễn là các bạn viết ra phần mềm phục vụ được cái công việc của bạn. Tuy nhiên cái phần mềm ấy nó cần ít thời gian để mà phát triển thôi nhé. Nếu mà các bạn mất cả năm trời để viết phần mềm thì cái phần mềm chả giá trị, bỏ đi. Các bạn nên Google search cái phần mềm khác phục vụ được công việc của mình. Đó, có thể có những ông khác ông viết rồi, tôi sử dụng làm sao để tôi nhanh nhất công việc của mình. Kỹ năng thứ bảy này là luôn tìm cách tăng tốc công việc của mình, cũng như tăng hiệu quả công việc của mình nhanh nhất có thể và giảm hạn chế sai sót bằng hai cách. Thứ nhất là tự viết phần mềm, thứ hai là tìm ra những cái phần mềm công cụ hỗ trợ công việc của mình nhanh nhất. Và cái này là trong trong phần các bạn đi website của mình dươngchithanh.com, trong phần công cụ hữu ích là sắp tới mình sẽ đưa những cái công cụ hữu ích lên trong quá trình làm việc, giúp tăng tốc tốc độ của mình lên. Thì những cái này là mình sẽ mẹo, nó chính là cái mẹo mà mình sẽ chia sẻ với mọi người, giúp mọi người đi nhanh hơn. Đó, tiếp theo cái kỹ năng cuối cùng mình cho rằng rất là quan trọng, mà theo như các thống kê người ta nói là cái kỹ năng này nó chiếm đến, hay nói cái khác là cái hạng mục này nó chiếm đến 70% cái việc thành công của một người. 20 năm dưới 20% hay dưới 25% nó chỉ số EQ là thông minh của các bạn, và khoảng 70 trên 70% nó chỉ số EQ là chỉ số kiểm soát năng lực cảm xúc. Cái này rất là quan trọng, cái này nó thể hiện ở rất nhiều cái. Ví dụ người có chỉ số EQ, chỉ số kiểm soát năng lực cảm xúc ấy, nó ở mức cao thì thường người ta là làm việc theo tính lý trí nhiều hơn, và người ta cái kết quả làm việc của người ta tốt hơn hẳn so với những người mà chỉ số EQ thấp. Theo như các thống kê mà mình đọc được ấy, thì người ta tính sẽ có một số bài báo người ta viết là chỉ số EQ trung bình của một người là từ 8 năm cho đến 115 điểm. Cái chi tiết này thì mình chưa 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 tìm hiểu. Đó là người ta đánh giá trên những cái chi tiết nào và đánh giá nó có đồng nhất hay không. Đó thì một số bài báo mình đọc được là người ta đưa ra mức là như thế. Còn người trên chỉ số EQ trên 120, từ 120 trở lên là người chỉ số EQ cao. Đó. Dựa trên những cái tiêu chí này này thì cái chỉ số EQ chúng ta là cố gắng là tiệm cận nhất cái mức 120 và cao hơn thì càng tốt. Chỉ số EQ này cụ thể nó thể hiện rất nhiều cái. Thứ nhất, người chỉ số EQ cao này
chắc chắn là thường là đạt được những thành tựu cao và tiêu chuẩn của họ với thành tựu đấy rất là cao. Tiếp theo nữa là người ta có cái khả năng gây ảnh hưởng đối với người khác. Và thứ ba là tư duy của họ rất là tốt, đi kèm với khả năng phân tích. Và cái quan trọng là họ chấp nhận thử thách và họ tự tin. Tiếp theo nữa là cái vấn đề là họ không bao giờ bỏ cuộc, họ không bao giờ nản chí trước những khó khăn. Đó mà cái chỉ số IQ này, ngay cả như mình bây giờ mình cảm thấy là khi mà mình muốn làm một vài năm kinh nghiệm rồi, mình cảm thấy là cái việc mà mình kiểm soát cảm xúc quan trọng mình, nó có quan trọng và ý nghĩa hơn rất nhiều cái việc mà mình lập trình thiết kế. Đó, ngày ngày move với day move, hay là chúng ta khai báo đối tượng, lập trình đối tượng. Đó. Trên đây là mình vừa chia sẻ 8 kỹ năng cần có của một kỹ sư tự động hóa. Đó. Tổng hợp lại là sử dụng máy tính thành thạo này, có tiếng Anh này, có khả năng tìm kiếm và khai thác tài liệu này, có kỹ năng liên quan lập trình thiết kế, kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định, các kỹ năng mềm, rồi là các bạn phải luôn tìm cách tăng tốc công việc của mình bằng sử dụng các công cụ hoặc là xây dựng chính các công cụ của các bạn. Tiếp theo là các bạn phải có rèn luyện cái khả năng liên quan đến kiểm chế cảm xúc và kiểm soát cảm xúc của mình, đó, làm việc lý trí nhiều hơn. Rồi, nếu các bạn có suy nghĩ khác hoặc là có bình luận gì về phần chia sẻ của mình, hãy comment phía bên dưới video. Đừng quên subscribe và chia sẻ cái video của mình. Xin cảm ơn.